Chào mừng anh em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend. Và mình là Thành NG đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn mình cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ lại bắt đầu thôi nào. Let's go. Thì chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn và vàng. Đây là cái công việc đầu tiên khi vào trong cái game này. Mình sẽ cố gắng lấy thêm một ít cái điểm coin ở đây. Chúng ta sẽ được thêm một ít điểm coin này để tiếp tục tham dự cái mê cung. Thì cái mê cung hôm qua thì mình đã giải thích cho anh em rồi đấy. Anh em cố gắng là vào đúng giờ để lấy tối đa cái điểm coin. Một ngày mà nếu mà chăm chỉ chắc phải được đến vài nghìn điểm ấy. Và chúng ta sẽ lấy ở đây nhá. Xong này. Thì chúng ta sẽ xem nào có con gì mới không. Mình sẽ cho một số con nó ăn để lên cấp. Đây mình sẽ có một con Eku gì đây? Erekura Bifex Bikex. Chúng ta sẽ ăn nữa nhá. Cấp 4 nó sẽ tiến hóa này và cấp 15 nó sẽ tiến hóa phát nữa. Con này thì nó sẽ có là 27 vàng trong 1 phút à. Hơi ít, thật sự là hơi ít con này. Thế nên mình để nó sinh sản cũng được, cấp 7 này, cấp 8 này, cấp 9 này. Con này để sinh sản vàng thì quá ít rồi. Mà cấp 10 rồi, con Bifex đây anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ cho con Mazana của mình lên cấp này. Chúng ta sẽ cho nó lên cấp 4 để tiến hóa. Và cấp 10 nó sẽ tiến hóa một dạng nữa. Con này khá đẹp. Con này thì nó sẽ là hệ Magic và hệ bóng tối. Một chiêu gây ra hệ Dam Magic. Đây, để tiến hóa dạng cuối của cái con này. Con này đây, con Mazana. 1 phút nữa được có 32 vàng thôi, khá là ít. Nếu mà so với con Pandaken thì con này rất là ít. Mình sẽ ok, ở đây ta sẽ có thêm vài con này. Con Bihai Zonji 8 vàng 1 phút à. 12 vàng này, 16, 20, 24, 28. Con này thì cũng không được nhiều vàng lắm. Ta cho nó lên cấp 10 đi. Có bất kỳ con nào mình cho lên cấp 10. Cấp tối thiểu đã. Và nó hiện tại là 44 vàng 1 phút này. Rồi thì mình sẽ để thức ăn dành cho cái con đấy của mình, con băng giá của mình. Có băng giá đâu nhỉ? Cái chuồng legend này, đây, con băng của mình đây. Chúng ta sẽ cho nó lên cấp 50. 9 rồi. 50 rồi. Mình sẽ học được một cái nó sẽ gây ra, nó sẽ loại bỏ 50% cái stamina và cái này nó yêu cầu là cooldown. Nếu mà so sánh với cái chiêu này ấy, thì mình sẽ nên bỏ chiêu này hơn này. Chiêu này thì nó sẽ loại bỏ 100% stamina và nó sẽ tăng 4% stamina cho chính bản thân mình. Nhưng mà cái chiêu này thì nó sẽ gây ra thêm chiêu đam nữa. Mình sẽ bỏ chiêu này đi nha. Rồi. Và chúng ta sẽ chiến thôi nhỉ. Con này sẽ cần thêm cái temper để lên nữa thì mới thể nâng cấp được. Và chúng ta sẽ xem là có cái event gì được không. Đang giảm giá này. Wow, có gì đấy? Con Nemesis Challenger. Cái gì đấy? Test Butter, cái này gì đấy nhỉ? Cái này là test thử à? Kiểm tra đối đầu với con đấy à? Wow. Ui dồi, mình được sử dụng con này này anh em. Wow, con này 60k máu. Cấp max 130 này anh em. Đây là tuyệt chiêu của nó. Nó sẽ biến thành thanh kiếm à? Cái roi biến thành thanh kiếm này. Ghê ta. Tiếp tục ta sẽ dùng chiêu Electric này. Thử chiêu này phát. 26.800 máu. Có nghĩa không chết nhở. À đây mình đang tự test thử thôi. 50% cái độ chính xác. Nemesis Friday. Quá đẹp. Tốc độ là bao nhiêu? Hơn 4k. Sức tấn công là 4k7. Máu 60.000 và stamina là 100 bao nhiêu đấy. Cái này nó sẽ kiểu là loại bỏ cái stamina của bọn kia đi trong vòng 3 lượt. Còn chiêu này thì sao? Trừ cái độ chính xác, nó phù cho thấm nhờ. Con này thật sự rất là khỏe. Ok. Và đây chỉ là test thôi anh em. Giá là 540 mấy k này. Tiền đâu ra mà mua con này đây. Quá đẹp và quá nguy hiểm. Đây là một số con legendary khác. Đây nó sẽ bán cái điểm Maycoin.
Rồi, ở đây thì đang sẽ có một cái xem quảng cáo nhá. Xem quảng cáo thì trong cái thời gian này ấy, anh em xem quảng cáo sẽ được game thôi. Toàn là game thôi, sẽ không được thức ăn cũng như là vàng đâu. Thì cố gắng mà xem quảng cáo để kiếm thêm game. Mình đã kiếm được chắc khoảng là 7 đến 8 game trong này rồi. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi nhờ, chiến đấu thôi. Ở đây thì mình sẽ chiến đấu ở một cái cửa nào đấy. Multiplay thì mình hết lượt tấn công rồi. Nó sẽ phải đợi trong vòng 16 phút nữa mới có thể tấn công tiếp được. Có một cái hộp quà nhìn khá đẹp ta nhờ. Rồi mình sẽ thoát ra này. Và mình sẽ chiến đấu ở trong cái phần hầm ngục đây. Hầm ngục thì nó yêu cầu như thế nào đây? Yêu cầu là lửa này, sấm sét và cây. Chắc mình phải bỏ những con ở kia ra thôi đã. Từ từ nha. Chúng ta sẽ quay lại cái phần này và mình sẽ bỏ cái phần team của mình đi, team defense đi. Những con này rất là cần thiết để đi cái hầm ngục đấy. Chúng ta sẽ lấy con full ham này. Con gì đây? Con Duchess này. Và cuối cùng là sẽ cho một con tạm thời để này đã. Xong tiếp sẽ đổi lại sau nhá. Mình sẽ tấn công vào trong cái hầm ngục thức ăn trước. Hầm ngục này. Chúng ta tấn công vào cái hầm ngục thức ăn. Ở đây ta sẽ có con Ethereal này. Một con cây thì con gì đây? Mình cho con gì nhỉ? Rồi chúng ta sẽ thay đổi team này. Đầu tiên là con này thì mình sẽ chọn. Không chọn được con khác à? Con này thì sao? Con này thì mình có chọn được Thorder hoặc là Karasu anh em ạ. Mình sẽ chọn Thorder đi. Chiến nào. Và fighting. Một legend. Ui con legend này khỏe lắm nhá. Con Nadiel này rất là khỏe. Ok, nó có khả năng là chiêu nó kháng đóng băng và nó sẽ có khả năng là burning. Wow. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ đốt bọn này trước. Bọn này nó sẽ ảnh hưởng bởi cái này. Nó block này. Rồi, mình sẽ dùng chiêu gì đây? Slow cho vòng 2 lượt này, ngon. Đánh cái này slow đi. Giờ sẽ lan anh em ạ, ngon. Nó trừ 2%, 200% healing có nghĩa là hồi máu không thấm luôn. Con Thorder của mình rất ít khi dùng con Thorder. 513 burning này. Nó sẽ làm chậm lượt bọn kia đi. Rồi, mình tập trung đánh cái con này trước này. Tập trung đánh con Legendary của nó trước. Con Legendary này rất là nguy hiểm. Tấn công nó. Một phát này, một phát này em. 50% độ chính xác. Ui, burning sắp chết rồi. Wow. Ok, chúng ta sẽ dùng chiêu gì đây? Chiêu này sẽ được 700 máu này. Chiêu này sẽ được 834 máu. Chiêu này sẽ được 626. Và anh ta dùng chiêu này lên con này đi. 626 máu. Chiêu độ chính xác này em. Ai chà. Một chiêu gì đây? Holloway attack là sao ta? Con kia nó sẽ hồi máu thôi. Tốc độ mình sẽ nhanh hơn nó một chút. Và mình sẽ tấn công con này trước. Chiêu lửa nào. Hồi rồi đấy. Wow. 1000 máu bị burning kìa. Ok, chiêu này thì chưa hồi. Rồi, mình sẽ dùng chiêu này đốt con trước này đã. Sau đó ta sẽ được thưởng lửa tiếp theo và mình sẽ dùng lửa đốt cả hai con. Mít này em. Chết Thorder rồi. Vãi thật, chết cả Thorder. Bị cái con kia nó burning cho chết. Đấy bao nhiêu máu đây? 685 máu và trừ 25% đam. Rồi thì mình sẽ đánh một chiêu cuối cùng. Một trận chiến khó khăn đấy. Công nhận là không có mấy con chủ lực của mình thì đánh rất là khó. Mắc khó luôn. Quay số nào. Toàn là thức ăn thôi. Cũng chẳng có gì hơn là ngoài thức ăn. 1500 thì quá ít rồi. Chúng ta sẽ sang trận thứ hai xem nào. Xem gặp thằng nào đây. Mình sợ là càng về sau càng khó ăn ấy. Mình không đánh được ấy. Ui con voi mammut kìa. Lại gặp thêm con này nữa. Hai con Legendary cấp 38. Này thì là quái là được nhỉ. Trận này sợ không ăn được ấy. Thôi chắc là mình sẽ quay ra này. Mình sẽ vào trong cái phần đi theo phần cốt truyện ấy. Phần Adventure Map ấy. Thì nó có vẻ là tốt hơn, đỡ hơn.
Rồi, chúng ta sẽ đi đánh cái này thôi. Free me là nó sẽ có thể mua bằng game. Con R này cấp 62 này, lên phát cấp 62 luôn. 400.000 vàng, 30.000 thức ăn và một cái phoenix, một cái lông của con phượng hoàng. Một con Tartarus cấp 62, legendary 600 vàng, 600 game. Quá là đắt đỏ. Chúng ta sẽ next qua thôi, mình sẽ tấn công nhá. Ba con sói, ba con lốc. Chiến thôi. Đội hình này thì mình không sợ lắm, không xoắn lắm. Chiến đấu. Rồi, đây là đội hình mạnh nhất của mình hiện tại đây. Tất cả chiêu nước hết đúng không? Chúng ta sẽ dùng chiêu wow, còn là chiêu lửa anh em ạ. Quá ngon, đóng băng cả lũ luôn. Rồi, đập phát này, chết một bé. Không kịp tỉnh rồi anh em. Ba con sói thì die đi. Mình đánh nhẹ nhàng thôi, đánh chưa đập bình thường nhẹ nhàng cũng là ăn nó rồi. Thì đam quá to. Ở đây thì mình có thể dùng gây đam này. Đấy, 3.000 máu, ngon. Đợt tiếp theo là ba con set cộng 20% stamina. Được đấy. No mờ này em. Đóng băng tất cả luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng chiêu này thì nó bọn này máu trâu thế nhở. Máu tầm 7.200. Không làm gì được đâu. Nhưng mà con này sẽ hết chiêu đóng băng rồi. Theo mình thấy là hết chiêu đóng băng rồi. Ok, chúng ta sẽ đập một phát nhỉ. Không chết được kìa. Rồi, nó kháng stun không? Extra mana cho nó bị stun đi á. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có chiêu đóng băng này. Mình sẽ búp câu cho anh em. Thành công. 100% dam. Punisher trap, một cái bẫy trừ thêm stamina của nó. Ok, đập một phát nào. Con này phải chết này. Ô, đánh mít rồi, đèn thế. Ấy cha, đánh lan em ạ. Rồi, bọn đánh lan hết đấy. Được chưa, hết lượt chưa. Cho một chú thăng thiên nha. Một bé này, 5.000 máu. Con này sẽ đóng băng nốt hai con này nữa. Là ok mà. Đóng băng. Tạm thời đứng đấy đã. Chiêu 2 của mình thì đang cần phải cooldown. Chiêu này thì cũng cần phải là rồi, chắc là mình sẽ hồi máu cho anh em một chút. Đóng băng này. Con này cũng sẽ bị đóng băng nốt. Rock Continuum tiến lên. Rock Continuum của mình nhờ cộng 100% đam. Một đập thôi. 4.892 máu. Wow, khỏe đấy. Rồi, xong. Chúng ta sẽ đến cái lượt thứ 3. Trận này lâu thật đấy. Ba con lốc à? Ba con lốc này thì nó phải nói sao ta? Nó có chiêu đánh stun đúng không? Mình sẽ búp giáp cho anh em cái. Rồi, coi như là gấp đôi máu luôn. Chiêu rất là hay. Không máu. Chiêu nước à? Toàn tất cả chiêu nước hết. Cấp bộ này khá là cao. Ok, chúng ta sẽ dùng chiêu nó kháng stun không? Kháng burning. Chiêu này thì bộ này die ngay mà. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ là ok, đóng băng. Mình hầu hết là toàn đều là chiêu nước thôi. Chiêu này của mình thì có thể là hạ được một con nào đấy. Con chúng ta sẽ hạ con này trước đã. Thôi giờ này đánh toàn mít thế nhở. Toàn mít là mít thôi. Không trúng phát nào luôn. Nó sẽ cộng thêm một số cái chỉ số đây. Nó sẽ trừ bị đóng băng. Còn bị stun luôn. Mình sẽ dùng chiêu tuyệt chiêu của mình để có thể hạ gục được con này trước. Sau đó thì mình sẽ hút hết mana, hút hết stamina của một con, đóng băng con còn lại và dùng gậy đập thôi. Cái chiêu cuối của mình nó sẽ hồi máu cho cả team luôn nếu mà đánh trúng. Mất lượt này. Chiêu này đi. Chiêu này thì có 2.000 máu này, yếu thế nhở. 2.446.
Rồi mình sẽ lấy 50% stamina con này và chúng ta có thể hạ con này trước. Con này thì hết cái mana của nó rồi, thì vì nó phải hồi. Búp double dam lên, cộng thêm cả các cái năng lượng nữa. Ô mình cũng hết chiêu rồi, thế nhở, mình hết sạch chiêu rồi, đang phải cooldown. Wow, nó có từ chiêu này. Thiên thạch bao nhiêu máu đây? Wow, cái hiệu nó khó chịu thế, bị vừa bị burning còn vừa bị trừ chính xác ấy chứ, thấm thật. Rồi cho con bé chết trước này, sau đó thì mình sẽ còn thêm lượt từ con này. Mình có chiêu gây ra chiêu hệ nước đây, nhưng mà mình đang phải cooldown rồi. Xong một trận đấu rất kéo dài, rất là lâu. Victory 2 sao. Và mình sẽ đứng được thứ mấy trong cái bảng xếp hạng này nhỉ? Mình sẽ x ra này, đứng thứ 4 trong tất cả những người bạn mình. Mình đang cố gắng lên cấp 35 đây. Có quả trứng đúng không? Ở đây có một quả trứng của con gì kìa. Đây có quả trứng nhìn khá đẹp. Một cái team strength tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ sang cửa tiếp theo nào. Cửa tiếp theo ta sẽ phải đối đầu với, ui, ba quay 57 58 56. Mấy con này ấy thế đấy, rất là lâu ra. Ở phía này sẽ có một Rabidex, một con Duchess ở đây nữa. Nó có rất là nhiều map nhá, cực kỳ nhiều map luôn. Đây cho anh em xem này, đi hết map này thì đến map khác, chắc không phải đến vài trăm cửa như ở trong cái Dragon City ấy. Rồi thì mình sẽ ra đây và xem cái này nó hồi chưa. Hồi rồi đấy. Chúng ta sẽ đấu với một con gì đấy, 85 85 40 60 40 này. Rồi chúng ta sẽ đấu một trận với con Kunwai Siberus, một con 60. No, nó có cái siêu gì nhỉ, nó kích hoạt cái siêu gì ta? Ok, giờ sẽ bắt đầu thôi nhỉ. Có một con Epic cấp 60, có vẻ ghê. Chiến đấu. Wow, giật điện ạ. Ai chà, tốc độ nhanh đấy. Được, được. Đánh hay. Nhắm thẳng vào người mình luôn đấy. Hay lắm, đóng băng được 2 con và hết stamina một con luôn. Con này phải giết chết trước này. Con này cực kỳ nguy hiểm. Nó có bị stun không? Có, ngon. Con này phải hồi stamina và mất hết lượt bọn này luôn. Vừa bị đóng băng mà vừa bị stun. Cái này gọi là chồng rồi, chồng stun nhau rồi, không ổn. Tiếp theo ta sẽ để tiếp theo mình sẽ đóng băng con này tiếp này, đánh mid này. Mình cái độ chính xác của mình bị giảm nhiều quá. Chúng ta sẽ giải bùa, giải bùa cũng như là hồi đầy máu cho con kia. Hồi máu tăng siêu. Con này vẫn bị bùa này. Tuyệt chiêu. Đây rồi, tuyệt chiêu rồi. Cú nện khổng lồ đây. Đấy, chết hết. Một phát chết hết luôn. Rồi, trận này thì quá dễ dàng rồi anh em. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.